Hi everyone, welcome back to my channel. And today we are going to learn about a verbs that need a noun or a pronoun plus the infinitive. Okay, chẳng sự đây mình nói tiếp. Hãy chụp đi thằng ấy chỉ một những miền verb parts thôi là đã. Còn thằng này dừng dừng khi chúng nói tiếp đã. Ta thơ là verbs đã buộc chúng một những noun được pronoun được khởi vì hơi cái hạt object. Chúng verb buộc object. Hai bộ cho mình to infinitive. Và đây ha, verb bộ cho mình object đại diện noun được pronoun nắng. Hai bộ cho mình to, hai bộ cho mình verb mới mới tiệt. Ok, ba verb nó mình sẽ là tập đan đan học này. Let's go. Ok, chân thì anh cứ dùng verb cái là đọc tam verb được gọi là ha 15 command verbs that need a noun or pronoun plus infinitive. Anh chơi đang infinitive cứ bạn đã to bộ cho mình verb bị khỏi vì anh chơi này là infinitive. Chẳng cái lại này cứ chỉ verb, chẳng mà toàn tiếp với bộ cho mình object, rồi cần noun, rồi cần pronoun hay bộ cho mình nắng, thú bộ cho mình verb, và này bộ cho mình infinitive. Ok, đó là những an phía này này sẵn, phía đi môi cái phía, ask, right? Ask, phía đi phía, allow, allow, phía đi bấy, advise, advise, phía đi muốn, order, order, phía đi phạm, remind, remind, phía thứ mười, encourage, encourage, phía thứ mười, promise, promise, bảy, permit, permit, thứ mười, invite, invite, đó, force, force, thứ mười, expect, expect, thứ mười, persuade, persuade. Persuade. Bảy, need, need. Đó bốn, want, want. Đó phán cứ tell, tell, tell. Ok, đó, chắc là những mối phía chia phía xa mai mà đó. Phía thì mối phía ask. Ask chúng ta sẽ xong. Còn là ask somebody to do something. Được rồi, ask both object tớ hay both chúng mình thú bộ gì mình vừa phải ta sống chắc ask somebody to do something sống ở đà nam này nè vừa vậy vậy mùi sống ở đà nam này thú vậy mùi tiếp đi viết là allow allow dùng phải ta ăn nhà allow ăn nhà tiếp đó thú allow somebody to do something và ta ăn nhà ở đà nam này thú vậy mùi. Ok, chúng ta không đáy structure này nhưng ai sẽ xây bàn ai sử dụng hai những này. Thì thường đáy là verbs, này cứ dùng verbs. Đấy, bộ dùng mùi năng náu, nó còn náu này chẳng là object này. Hay bộ dùng mùi năng thú, bộ dùng mùi verb, rồi gần hát infinite, infinitive. Chúng ta ai sẽ xây bàn thá, tổng rộng structure này. Chẳng dùng bàn là này được ổn, nó cứ chỉ verb. Chúng ta ai sẽ xây càng khó, cứ thú, bộ dùng mùi verb được ổn máu. Và bộ dùng mùi verb được ổn máu, được mùi verb dùng cái nam nữa. Verb now hãy bộ cho mùi nâng somebody bán là nam ở đây ạ bộ mùi thú hãy do thú do chỉ thứ 8 xam xin vừa với mùi này object và này thá anh ấy thú và này bà này đặc biệt cái verb trong verb verb này thú được á cho mùi là đặc biệt á mùi trong mắt. Hmm. Chẳng to ask somebody to do something, to ask somebody to do something, to ask somebody to do something, rồi to allow somebody to do something, to advise somebody to do something. Okay. Chẳng ai mở structure này bán cứ to both verb từ ngoài máu hay both. Bạn là não được phần não nó mang chìm nhu nữa, chìm nhu chẳng nào. Hay both chìm nhu thú hay đã đủ đủ nít cứ chẳng nằm bán thôi. We cứ chìm verb mùi tiệt nữa, chìm verb tiệt nó bị cái infinitive, anh ấy cái loại to. Nên bị tập trung phiền chịu hay buộc something mà gì đó object chứng chú rồi tôi ask somebody to do something chứ nhưng chẳng làm chứng viên nghề chuyện to ask somebody to do something to allow somebody to do something to advise somebody to do something. Ok, ở lâu như chắc đang riêng bằng cao dụng dụng lấy cái đấy rồi bị ask ask nó như bài thả xong xong ở nam này tôi mới chứng to ask somebody to do something chứng như chẳng làm thả vì khỏi ask cứ thở bột ngáo được phần nào là somebody nhé somebody nên cứ gì object môi này hai bột thú bột bờ lâu tiêu hoa thầm mày
lấy dùng cái A mùi ở vậy thá xong ao là nam nè vớ là vầy mùi bây giờ là a woman rồi sẽ thay mình nè bàn xong khiếm ao ta vừa riêng con ta bỏ con nè sẽ thay mình nè bàn xong khiếm ao ta vừa riêng con ta bỏ con chẳng sẽ thay mình nè đàm á a woman nè a woman xong cứ us xong là nà xong mà đi nè cứ xong khiếm chẳng ask cứ chỉ verb chứ mình gọi verb từ noun đến pronoun nhưng pronoun me đi chẳng ask me đó từ topi pronoun nó từ to cái ai thấy cái ai từ bỏ điện chứ to teach điện là cái từ điện con là bỏ hoặc chẳng to teach her to students chẳng dạy bàn tháng a woman ask cái time out ask I think the last subject ask me and me bây giờ nói ngáo thì ask me to work teach thì nga thì con và liên cứ hở và children yeah a woman ask me to teach her children những ai tham mặt tiền bản có thể là nội dung giờ lá bạn xong mai còn sót chui sầm ạt nạ liền, dựa sờ lá, xong mọi sớ, xong ai cần nạ liền chứ, dựa sờ lá cứ school principal, nói school principal, cho nên the school principal ask students to clean their classrooms, the school principal ask students to clean the classrooms, bạn này thấy, dựa sờ lá bán xong mọi sớ, chui xong ai bận tốt liền. Mấy tiết ạ? Ok, lúc cụ nè cụ bạn sống ở sở khách khám bên sốt bằng thay một tiền okay. Teachers ask all the students to study harder okay. The teachers ask all the students to study harder. Okay. Chẳng là dùng mơ thì họ mỗi cư. Bạn này nè. A woman ask me to teach her children. Bạn này là trai mà nè. Bạn xong nhóm. Hỏi tớ. Bằng riêng con là bỏ. Để bỏ niềm. Chẳng ask somebody to do em xin nhìn prai ta. Xong ai là nào mà nè. Thua ở vầy mùi nè. Xong ai là nào mà nè. Thua ở vầy mùi. Mà đại nhóm xong rồi nhóm. Rồi bị đẹp kế. Rồi lầm cho mày mà đó. Ask me to get up early. Ask me to get up early. Okay, ពាក្យទី2គឺពាក្យថា allow យើងប្រែថាប្រែថាអនុញ្ញាតអញ្ចឹង to allow somebody to do something ប្រែថាអនុញ្ញាតឲ្យណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹង structure ដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់ថា allow ដូច allow យើងជំនួសកន្លែង i មកអញ្ចឹង allow somebody to do something ដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ត allow ទី2គឺ allow ឧទាហរណ៍ថាម៉េចអ្ហ៎ទីថា most parents allows their children to join the parties right most parents allow their children to join the party most parents allow their children to join the party នេះប្រែថាឪពុកម្ដាយជួយច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យកូនគាត់ចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗឬក៏យើងអាចថា their teachers allow them to do homework at home ឬក៏លោកគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតអ្នកជំងឺទៅផ្ទះណាលោកគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតអ្នកជំងឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះ the doctors allow the patient to go back home the doctor allow the patient to go back home ចាthe doctor allowed the patient to go back to
go back home. Và này ta, the doctor allows the doctor allows the patient to go back home. Và này chúng mình còn mình là cả đã thu sạch bài hỏi chia sạch bài hỏi chứng có lục lục hết anh nhá ở này chúng mình đứng tử được tiền the doctor allows the patient to go back home. Okay, bịa bật to. Advice, advice, advice. Advice in prayer to out the bone mean. Chúng out the bone mean là nam này out for way. Mỗi cứ to advise somebody to do something. Advise somebody to do something. Chúng out the bone mean là nam này out for way mùi. Cho tiêu ta. Rất thay má mà out the bone mean và chỉ chốn ở nơi không có tiền. Cho nên government advise all the people to stay home. The government advise all the people to stay home. Rồi còn một tiết. Chắc chắn. Rồi còn chắc chắn. Tại anh đã ở đồng bộ miền. Mấy cầm nghỉ. Ở đồng bộ lò. Chẳng. Elderly people, right? Elderly people. Always advise the youngster to do good thing. The elderly people always, usually advise the youngster to do good thing. Vừa đó, nô cha cha, cứ tay đào được bộ miên cái mấy anh phơi ẩm bơ là o. Lúc group pet ao được bộ miên mình nấu túi tự ao nhâm tự bàn chân. Then the doctor advise and the doctor advise all people to drink more water because the doctor advise all the people to eat more vegetables. Right, to eat more vegetables. Okay, cho nên là vì họ đã the doctor, you go doctors, the doctors. Advise people to drink more water. Example, the doctors advise people to drink more water. The doctor advise people to drink more water. Ban chèn đất, ao đồng bồn đến đỉnh núi, rồi gặp chia chốn. Hãy nhắm tới bán, hãy bán trở hình. Rồi, lúc này cứu, ai bộ miền xa, đang liên. Mà cứu này được nè. Rồi, lúc này cứu, ai bộ miền xa. Rồi, dạy hành dạy thay, cứu xuống, ốp rung. Ai bộ miền xa tiền ớ. Chắc xa, đợi cứu này nấu, nộp tè. Chẳng là Ministry of Education advice. Rồi, advises the students to do self study at home. To do self study at home. Okay, cái việc thì bốn cái việc ha. Remind. Việc mình đi từ order. Order này dùng phải thả bản chìa. Bản chìa được gọi command. Và the order somebody to do something này dùng phải thả bản chìa ao nhà nào mà nè thua vậy mùi. Bản chìa ao nhà nào mà nè thua vậy mùi. Bạn chia ở nhà này thua vậy mùi. Ở đây ta rõ thay bác bạn chia ở group chia bạn này chung lưu. Nhưng the government orders all the doctors to help the patient, to help sick people. The government orders all doctors to help sick people. Bạn này ta, rồi thả ba mà mình chia rồi đó cũng phải để nó ao chui chia ba nè chúng nè chúng người đứa con mình được trừ mười tiết là tụi làng cá ba mình chia ấy police chắp chân ra sài nữa chân tụi làng cá the court orders the police to arrest the suspects. The court
order the police to arrest the suspect. The suspect is not fine, yeah? The court orders Polish order Polish to arrest the suspect. The court orders Polish. The court order Polish to arrest the suspect. The court order National Police to arrest the suspects. Ban này thang, tổ là cá, ban chân nhìn chia, ai, nó có bán, làm chặt, chân sáng sài. Ok, phía thì bán của phía thang, remind, như phải thang rụng lập, rồi có đá, đá tiền, nế, rụng lập, rồi có đá tiền. Ok, chắc đặt từ là nào mà nè, ở vừa với môi. Tôi yên bà phía thá. Remind somebody to do something. Remind somebody to do something. Ở tiểu thá. Remind. Chúng ta đã đặt tướng được rằng là bây giờ ta rõ thoải mái tại anh cái đặt tướng rồi chỉ chứng ấy rồi còn chúng ta dùng sáng từ ta rõ thoải mái rõ thoải mái tại anh đấy đặt tướng được rằng là bây giờ chứng ấy liên đại bàn nhập nhọn nó là liên đại bàn nhập nhọn nhấn the government always reminds the government usually reminds people to clean or to wash their hands regularly. The government usually advises. Oh, sorry. Usually reminds. The government usually reminds people to wash their hands regularly. Nhưng mà đã đọc thai phải là nhưng đã the doctor rồi nhé. Ok, đây dùng photo bây giờ nghiên nghĩ the alarm clock usually remind me to get up early. The alarm clock usually reminds me to get up early. The alarm clock usually reminds me to get up early. Bạn này ta, như là gà rô là bọc nhóm dành là chỉ cáo. Dù đưa gì thoa mà ta, tay tay, ra một lập nhóm đặc tương nhóm mà cậu ở đây này máu. Cậu ở đây này paper lần. Okay, the alarm clock usually reminds me to get up early. Okay. Cho remind nhóm đặc tương nữa ta. Cậu làm lâu tiên ra. Dưới đồ bò sốc, ở đây là dưới đồ bò sốc tay anh ta cơ làm lực sốc ấy ở phần phần thua ca chẳng sốc mother, tức là sốc grandmother usually advise him to work harder. Biết bằng toa của người ta encourage nếu như người ta lược thực chất đó encourage somebody to do something và lược thực chất là nam này ao thua bởi mùi lược thực chất là nam này thua mùi chứ lược chất là nam này thua mới cứ
to encourage somebody to do something, right? To encourage somebody to do something. Cái phía tiếp cả mỗi cứ encourage somebody to do something. Bây giờ tháng cái rung chạm lướt từ chất rồi cái rung chạm bạn lướt từ chất cam co thằng đó ơi một vừa ca là thằng ngày á một vừa ca thay mau thằng ngày tật nữa thì cái rung chạm bạn lướt chất ơi chỉ chuyện thằng đó một vừa ca là thằng ấy hạ tật để mày thay mau cho mau cho tia đá employers the employers encourages the employer encourages the employee, the worker, to work on Sunday. The employer, for example, the employers, the employer encourages, the employer encourages the workers, to work on Sunday, the employers encourage the worker to work on Sunday. Bà này đã, ta khai luôn chắc. Bằng lưu chất ở chữ chốn, ở đây gặp lưu chất ở càng có một thời gian để ngày tết thay màu. Đi gặp, khi nhóm, đi gặp, ở phòng này thì ở cô ta lưu chất có nào trong phải riêng sốt nộp tè. Thì mày ní cứ dư mình ai riêng nơi xà làm ràng tê nó mà dạ cá đi nhưng chẳng là phụng đại việc cho nó được phụng đại thì nó vua ta lưu cho con ai không riêng được thế nhưng chẳng như thầm ấy vậy all parents should encourage their children to study at home. All parents should encourage their students study at home. Bạn này đã ở phụng đại thì nó vua ta lưu cho con quát ai phát phán nào ấy ai phụ tè. Ok, biết đi pram pi cứ biết ra promise, biết promise. Cho biết promise ni em cái sơn dạ, chẳng sơn dạ, thằng con dạ chỉ môi nam này thằng vừa mới cứ thử promise xong đi thử đưa xong xỉn. Nhưng phải đá sơn dạ chỉ môi nam nét thằng nó thua bởi mùi. Chỉ là pi chỉ là The rust that, và bốc bỏ ra, sanh ra nâng quả tha. The rust that, promise him, hình ní cứ đà ra nế. The rust that, promise him, bốc bỏ ra, bàn nế, bài phát sáng, bàn, sanh ra chuẩn quả, to forget. By the rest that promised him to visit Kimi Room this Sunday. Yeah, the rest that promised him to visit Kimi Room this Sunday. Chúng ta bỏ đá rá, được đá phá đá rá. Bạn sẽ là dạy cho mỗi đá rá, thay nên ta đá lý kỳ rũm nữ. Hãy ngạc tận đi. Promise somebody to do something. Sẽ là dạy cho mỗi đá nam, thay nên thua vấy. Vấy mùi. Ok. Thế ai bảo cáo bảo dụ thêm này của lần ấy, ta thơ đồng biệt thì ổn đi. Nên là ní cư dư cùng rù. Đây là lượt chất bảo ổn ấy, chê bằng cá bảo dụ. Mình chẳng bảo ổn ai bảo cáo bảo dụ đất lần ấy, ta mà dạ. Vì thi tiền ngọt này, vì thi tiền ngọt này ai có cả thay mùi vớp pi xem thêm tới tiết tớ, cứ dương can tài chết, nhận cho hẳn. Ok, phía thì bây giờ, phía phẩm mít, phía phẩm mít thì chúng ta ăn ở nhà.
chào lời dùng phải biệt chỉ khả máy hai bọn ai tốt ở đây chỉ homework là bởi riêng bằng cá ví dụ được luôn ấy nè đẹp nè ấy còn tiếp comment nó có video này mà đầm bay ở trên chuỗi chạy thả tá bọn tôi cảm dụng bằng cái đại tiền ok fit permit you try to anh nhà chẳng chú permit somebody to do something bằng anh nhà ở nam nét của bòi mùi fit invite you try to anh chơi chẳng cho anh chơi nhà nam nét của bòi mùi cứ to invite somebody to do something, to invite somebody to do something. And chơi ở nhà nam nét vừa hồi mùi. Cái chơi nhà nam nét vừa hồi mùi. Vì bằng con cái là force. Cái force này dùng phải thả bằng khách bằng khẩm. Chẳng bây giờ chào một cái dịp dưỡng to force somebody to do something. To force somebody to do something. Và này thả bằng khách bằng khẩm ở nhà nam nét vừa hồi mùi. To force somebody to do something. Bằng khách bằng khẩm ở nhà nam nét vừa hồi mùi. Phía bằng tốt cứ biết thả expect như phải rung phân tôi expect somebody to do something và rung phân thả nà nà mà nè nó thua vầy mùi rung phân thả nà nà mà nè nó thua vầy mùi expect somebody to do something. Phía bằng tốt cứ biết thả persuade phía là persuade nhưng phải thả luôn luôn được bằng cho bằng cho chẳng tức bằng cho bằng cho thả nà mà nè thua vầy mùi thì ra ôn bằng cho bằng cho mà đại ôn ơi tên tablet of all được ở tên laptop on the book on I prepared huh? persuade my mother to buy me a new tablet the man eh? Persuade I people talk to Peter need chẳng need somebody to do something when I throw can and I'm there I throw away more then need somebody to do something throw can and I'm there throw away more if want you try to jump the one somebody to do something bạn là chọn ai là nam này thua vậy mùi want somebody to do something I want you to watch my video nhóm chọn này mở video đó nhóm I want you to practice learning this at home nhóm chọn này and one can sign beside lên ở ai after mà việc tell trong cái đó cứ tell somebody to do something tell somebody to do something bạn này thế prap là ai là nam này thua vậy mùi prap ai là nam này thua vậy mùi to tell somebody to do something prap ឲ្យ nam net thua 1 okay អរគុណច្រើនអញ្ចឹង verb ចាប់ពីពាក្យថា permit ឲ្យមកដល់ tell សូមឲ្យបងទុកជា homework ហើយពេលធ្វើ homework ហើយសរសេរជាវីដេអូហើយ complete comment នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងជួយ check មើល okay អរគុណច្រើន bye